Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay em đến muộn quá, không kịp quay. Mọi người đang thi này. Bây giờ đang quá trình trao giải của giải chó thi, cuộc thi chó làm việc lần thứ 7 tại Việt Nam mọi người nhé. Được thực hiện tại ở Long Biên, Hà Nội này. Hôm nay là quy tụ đầy đủ những anh tài khắp Việt Nam, quy tụ lại hết mọi người. Quay nhé. Đây, bạn này đã thi qua giải VH. Giải VH nhé, Việt Nam luôn. Đây, xinh hơn những cái bạn rất là đỏ luôn. Nhìn nhờ. Đó nhờ. Đầy đủ nhé. Phần thưởng của những bạn bạn qua giải giống như đạt được như bằng BH hay là IPO các thứ thì đừng giải có thể phần quà là 1 đến 2 bao cám cộng với cái dây dây cổ. Đây, đang phần trao quà mọi người này. Vừa đầu tiên lúc nãy là nhà cung cấp rồi. Có những ngày nhà tài trợ. Và đây là tổ chức. Không phải đâu, nó thấy mấy ảnh nó chuyển là bao á. Tưởng là cắn. Lấy cầm chắc đầu xưa đi. Chú Trương mang chó vào chụp trước. Mình em ký bảo chứng bảo ngọc đấy. Có duy nhất IPO trong đợt này. Đây có polo được không? Nhanh nhanh. Đã to chưa? Bạn này to chưa? Bạn này tên gì đây? Leo. Leo. Ui. To chưa? Ui giời. Sau đây xin mời chú Trịnh Đình Trương và Leo vào nhận chứng chỉ ạ. Và quà của nhà tài trợ. Đây bạn Leo này đang thi mọi người nhé. Đây, đây là những cái phần quà được giải mọi người nhé, được vàng nhé. Này, còn đây là những cái bạn đang chờ nhận giải mọi người này. Đây. Mọi người. Đầy đủ luôn mọi người này. Tiếp theo xin mời anh Trương Văn Hưng và Raina. Bentley và anh Phương chuẩn bị ạ. Đây, đây là BH này. Này, con này thưởng nóng luôn 3 triệu luôn. Đấy, vô. Alo, alo. Bạn duy nhất. Mình thay mặt anh Chu Văn Anh trao 3 triệu phần thưởng nhất IGP ngày hôm nay. IGP. Cho anh Trịnh Đình Trương. Anh gửi em số tài khoản, em bắn số khoản cho anh. Cảm ơn bạn tổ chức. Thưởng nóng luôn mọi người nhé. Chốc là hoa cho bạn tổ chức 5 triệu ấy. Tiếp theo là bạn VH. Sena chuẩn bị. Này.
Đấy, nếu bạn thi đường bằng PH mọi người nhé, PH Việt Nam. Đây bạn thứ hai. Đấy, những gương mặt tiêu biểu này. Nếu bạn đã đợt giải Việt Nam, mọi người xem qua một lượt nhé. Đấy, đang trao giải mọi người. Này bạn tiếp theo. Đây bạn tiếp theo. Đây không ạ. Đây bạn tiếp theo mọi người này. Đấy. Bạn đạt thành tích hôm nay nhé. Bao công huấn luyện. Hôm nay là này cho mọi người xem nốt đoạn này nhé. Hôm nay video dài quá rồi, cũng 11-12 phút rồi. Thôi sau bạn này em kết thúc cái video đây. Đấy, mọi người thấy hay có thể đăng ký kênh và like video mọi người nhé. Để ủng hộ kênh của bọn em thêm phát triển lớn mạnh hơn. Và em xin cảm ơn ạ.